Sau khi chúng ta đã đưa được cái dữ liệu string search vào trong store rồi á, thì để có thể thực hiện được chức năng search, mình sẽ xem lại cái phần chức năng hôm trước mình làm như thế nào ha. Ở đây, trong cái phần là app.vu này này, mình có sinh ra một cái commented, đó là list task search. Thì cái list task search này á, nó sẽ lấy cái string search từ trong thằng list ra. Thì bây giờ lúc này á, cái thằng app nó sẽ không còn lưu thằng string search nữa rồi, đúng không? Cho nên là bây giờ mình phải chuyển đổi thằng này vào trong cái thằng list table để render lại. Commented này mình quăng vào trong thằng table ha. Thì vấn đề đây là gì? Vấn đề đây là trong cái phần table mình phải tương tác được với string search, đúng chưa? Đây, trong phần table chính là cái command to do list table này. Thay vì mình hiển thị trực tiếp luôn cái thằng list task này ra ngoài á, thì mình sẽ có một bước trung gian. Nó sẽ kiểm tra xem cái search của mình á, nó có giá trị hay không. Nếu như có giá trị thì mình sẽ bắt đầu tiến hành những cái logic liên quan tới search và mình return về một cái item mới. Cho nên là trong cái phần to do list table này nè, mình sẽ không có lấy giá trị gốc này nữa ha, không lấy giá trị list task này nữa, mà thay thế vào đó mình sẽ có một bước trung gian. Thì lúc này chính là cái lúc mà mình sẽ ứng dụng cái phần getter này, tại vì toàn bộ dữ liệu mình đã lưu hết vào trong state rồi, đúng chưa? Trong state mình đã có rồi, có cái phần string search rồi nè, có luôn cái phần gọi là list task rồi, thì mình sẽ dựa vào hai thằng này để mình tạo ra một cái getter. Thì lúc học mình đã phân tích rồi ha, getter này này, bản chất của nó giống với một cái committed. Thì đây, mình sẽ copy y chang lại cái tên này này. Đây là list task search. Bỏ vào trong này. Đó, list task search. Nó là một cái function, nếu như mình quên cú pháp thì mình có thể lên vào trang chủ của nó đọc tiếp này. Trỏ tới cái phần là getter. Đây, kéo xuống phía dưới. Getter mình cũng nhận một cái state. Và lúc này mình sẽ return về cái giá trị state mới dựa vào cái phần tử mình muốn tính toán. Chỗ này, hai chấm này, state. Thì bạn nhớ ha, trong state này mình có gì? Trong state này mình có là state.stringSearch, đúng không? Và đồng thời mình có state chấm cái thằng gọi là listTask. Đây này, listTask. Còn xét về mặt logic á, nó sẽ giống y chang với cái này. Mình copy luôn logic qua này. Copy luôn, Ctrl+C. Bỏ vào đây. Mình sửa lại một số thông tin thôi. Ví dụ như cái string search này mình lấy từ đâu? Ở đây không phải là this nữa, mà nó sẽ là thằng state. Đó. Rồi cái this.listTask này này, mình lấy luôn trên này đi, là state.listTask. Rồi còn gì nữa không? Return về new item. Ok, run lại ha. Mình sẽ thử console.log ở đây xem nó có chạy hay không. Đây là cái getter này. Getter này có tên là listTaskSearch. Rồi, thì lúc này mình phải khai báo cái getter này vào trong cái phần to do list table. Đây, import thêm một cái nữa có tên là map getter. Đó, map getter. Thì ở đây mình sẽ không cần dùng cái map state nữa ha. Map state này mình bỏ đi, tại vì mình không có lấy trực tiếp từ cái thằng list state mà mình lấy trung gian thông qua cái bước đã tìm kiếm rồi. Vậy thì chỗ này này, mình sẽ dùng cái cú pháp khác, đó là chấm 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 map getter. Thì như chúng ta đã học á, map getter này mình sẽ truyền một cái array, đúng không? Nếu như chúng ta truyền vào array á, thì cái tên này này mình sẽ dùng lại y chang, đúng chưa? Còn ngược lại, nếu như chúng ta truyền vào object thì sao? Thì mình có thể định nghĩa lại một cái tên khác như sau. Đây là cách cũ nha, copy này, ghi cách mới như sau này. Chỗ này mình sẽ đặt lại tên để cho mình tránh sửa lại cái phần logic ở phía trên ha. Nó là một cái object. Cái object này nó sẽ nhận vào một cái gì đó. Cái này có tên là list task. Đó, và cái này nó sẽ lấy từ thằng getter list task search ở đây. Ok, kiểm tra lại thử ha. Vào trong cái phần này này. Lên lại. Trỏ vào vu. Kéo xuống tới cái phần phía dưới này thì mình sẽ có ngay một cái mục là state và list task có 3 phần tử. List task search của mình cũng có 3 phần tử, tại vì lúc này cái string search nó là rỗng này. Bây giờ nếu như mình nhập giá trị là thăng thì ngay lập tức cái thằng gọi là getter á, nó sẽ thay đổi lại. Đây, getter sẽ đổi lại thành hai, thấy chưa? Hai này, tại vì nó đã tìm kiếm thông qua cái logic này. Còn cụ thể logic nó hoạt động như thế nào á, thì mình đã phân tích trong chuyên học thứ ba rồi ha. Ở đây mình sẽ không nói lại nữa, mình chỉ chuyển đổi cái vị trí và chuyển đổi thao tác thông qua store thôi. Thì lúc này mình sẽ quay trở lại cái phần vu này, vào trong cái phần là to do list table. Mình cũng có một cái vu binding là list task. Cái này có tên là list task nhưng thật ra nó đang lấy từ trong cái getter.
Còn nếu bạn nào mà cảm thấy không quen thì mình hoàn toàn có thể lấy ra cái cách phía trên. Đây, lấy cách phía trên. Thì khi mình dùng cách phía trên á, tất cả những phần này mình phải đổi tên lại. Ví dụ trong quần watch này, đổi tên lại này. Rồi ở trong cái phần body này, mình cũng phải đổi tên lại luôn ở đây này. Distart.len. Đó, rồi bản thân phía dưới này mình kiểm tra lại thử ha. V4 chỗ này cũng là distart shirt luôn. Rồi tiếp tục xuống phía dưới create này. Create này thì không cần đúng không? Lưu lại thử này. Run. Mà phần console. Ok. Getter chạy này, thấy không? Getter chạy này. Mình sẽ thử nhập vào là dấu thăng. Thì nó sẽ tìm kiếm hai thằng. Xóa đi. Ở đây mình xóa đi rồi nhưng mà nó vẫn chạy không đúng đâu. Mình sẽ thử kiểm tra lại ha. Vào trong phần vu. Vu x này. Đây. Hiện tại thì cái phần string search của mình nó đang là cái gì? Nó đang là rỗng. Tuy nhiên cái phần list start này của mình á thì nó lại là hai. À, vấn đề đây là gì? Bản chất đây nó thay đổi luôn cái phần local storage của mình mất tiêu rồi, đúng không? Tại vì chỗ này nè. Bạn thấy trong phần to-do list table ha, mình đang có cái phần watch. Cái watch này á là nó sẽ lắng nghe sự thay đổi của thằng list start search. Nếu như thằng list start search nó thay đổi thì nó cũng gán vào cái giá trị mới trong local storage luôn. Thì vô tình mình search tới đâu nó thay đổi luôn tới đó rồi. Cho nên đây mình phải chỉnh lại một số thông tin ha. Tạm thời thì mình sẽ comment lại chỗ này cái đã. Mở cái này ra. Mình sẽ làm theo kiểu nãy đi. Cho đỡ bị nhập nhằng ha. List start search thì mình sửa lại đây. Đây nó sẽ là list start thôi. Còn cái phần lưu vào local storage mình sẽ tính sau. Bỏ ở đây. Rồi, lưu lại thử xem ha. Lên lại này. Bây giờ mình sẽ thêm một công việc mới đi. Đi chợ chẳng hạn. Chọn vào phần gọi là medium, bấm submit. Ok. À, tại vì cái phần submit mình chưa làm đúng không? Cho nên chỗ này mình chưa có chạy được. Rồi, mình test thử đã ha. Ví dụ mình ghi là 2000 thì nó sờ được rồi này, xóa đi này. Nói chung là sờ thành công rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái vấn đề là clear thôi. Còn cái phần add task thì mình chưa có làm đúng không? Tại vì mình đã xóa hết toàn bộ vô phần store rồi, mình chưa có thực hiện lại chức năng add task. Thì chức năng này mình sẽ làm sau. Hồi nãy là do nó thay đổi luôn trực tiếp phần local storage rồi. Mình sẽ tạm thời bỏ phần này, cuối cùng mình sẽ thực hiện cái phần này sau ha. Sau khi chúng ta hoàn thành hết tất cả các chức năng đã thì mình mới tính tới cái vấn đề là lưu. Rồi, còn cái nút là clear thì dễ rồi ha. Clear thì đơn giản rồi, mình sẽ vào trong cái phần là form đây, component control search ở này này. Cái clear thì nó sẽ gọi cái hàm là handle clear. Và handle clear này thì nó sẽ emit cái handle search và nó truyền ra cái chuỗi rỗng. Thì bây giờ thay vì emit á, thì mình sẽ copy cái dòng này này. Ctrl C vào đây. Và không truyền event nữa, mình truyền ra rỗng luôn. Đó, vậy là xong. Rồi run lại thử ha. Nhập vào là ABC. Không được đúng không? Thăng 1990 được nè. Bấm clear. Đó. Vậy là tóm lại là mình đã hoàn thành xong chức năng search rồi.